Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà duy nhất còn lại thuộc Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà Nội. Nó cụ thể là thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Từ vị trí cái căn nhà này thì nó nằm ở trên cái trục ngõ rất là thông, nó ngay gần với lại cái trục đường chính Mậu Lương mà gần với sân bóng Mậu Lương mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì nó cách với lại bệnh viện Đa Khoa Hà Đông, nó cách với bệnh viện 103, nó cách với lại bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Bỏng Quốc gia, nó chỉ phạm vi bán kính 1,5 km quay đầu, nó tích hợp đầy đủ các bệnh viện lớn, đồng thời thì rất là gần với lại trung tâm thương mại, gần với lại ủy ban nhân dân quận, gần với trung tâm hành chính quận. Căn nhà này thì đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, 3 toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, giá chào bán cũng rất là hợp lý, 3,3 tỷ đồng với một căn nhà 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, đường ngõ trước nhà rất là rộng, cách với đường ô tô đi lại chỉ 30m thôi. Đây, như quý vị nhìn thực tế giúp Hoàng Ánh, sân ngõ trước nhà rất rộng, căn nhà thiết kế 5 tầng, hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà là 3m05. Mời mọi người theo em vào phần cụ thể của ngôi nhà. Với thiết kế hai lớp cửa thì bên ngoài là lớp cửa cuốn, bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này đã được hoàn thiện gần như là xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Hiện tại phần Ngọc Ánh đang ở đây, đó chính là phần phòng khách của ngôi nhà, rất là rộng. Đó, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Với cái phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá, đây, trần thạch cao, hệ thống đèn led, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều được lắp đặt đầy đủ. Có một số cô chú cũng như là quý anh chị hỏi với Ngọc Ánh rằng là có căn nhà nào mà gần với lại bệnh viện ca hoặc là gần với bệnh viện 103 không thì quay lên nhá. Thì đây, trong video này, mọi người ơi, mọi người đừng bỏ lỡ cái video này ạ. Bởi vì thực ra thì cũng chỉ còn duy nhất một căn này Ngọc Ánh có thể quay lại gửi tới mọi người thôi. 3 tỷ 300 triệu đồng, 3 toàn bộ phí thuế. Với căn nhà này, quý vị chi trả trước giúp Ngọc Ánh 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền mặt thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ tối đa quý vị vay trong vòng 25 năm và tối thiểu là 3 năm. Như thực tế ở đây thì phần phòng khách ở đây, chủ nhà hiện tại thì đang kê một cái bộ sofa ở đây cho mọi người có thể hình dung ra được cái phần phòng khách thiết kế như thế nào. Ngoài ra thì ở đây có một cái tấm ốp PVC rất là rộng ở phần phòng khách mọi người nha. Đây, đó, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Trang trí rất là đẹp mắt, trần phào thạch cao, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà đó là sơn màu trắng. Đó, gạch lát nền cũng kích thước màu trắng vân đá. Đó, tiếp theo mọi người theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian bếp, với cái căn nhà này diện tích nó chỉ có 30m thôi, cho nên nó không quá rộng mọi người nha. Tuy nhiên thì cái công năng sử dụng của nó rất là ok với diện tích là 5 tầng. Đây, phòng bếp được hoàn thiện lắp đặt đầy đủ tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt. Và cái độ bền của nó ở trên thị trường nó cũng phải, như em theo em tìm hiểu thôi, nó không được tầm 10 đến 12 năm mọi người ạ. Đó, xung quanh bếp thì được ốp gạch này, và mặt bếp thì ốp đá granite. Đây, phụ kiện bếp đi kèm chậu rửa, vòi rửa toàn bộ là chất liệu inox 304. Với cái căn nhà này thì theo hiện trạng quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Đây, phụ kiện bếp ốp bát đây, rất là hợp lý. Không gian bếp cũng rất là ok. Và tiếp theo ở phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ cái hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, ngoài ra với phần phòng khách và phần cầu thang ở đây thì có một cái vách lam CNC gỗ mọi người ạ. Đây, để trang trí cũng như là chắn cái phần cầu thang giữa phần phòng khách và phần phòng bếp. Toàn bộ cái mặt bậc của bậc cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà toàn bộ là ốp đá. Và cái hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Đây, vậy thì tầng 1 Ngọc Ánh đã review rất là chi tiết, cụ thể vị trí, giá, đường, hướng. Mời mọi người theo em lên khám phá cụ thể thiết kế bên trong của ngôi nhà, trên tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà, xem ngôi nhà thiết kế ra sao nhé. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế gồm một cái phòng ngủ rất là rộng và phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là cái phía phòng ngủ đầu tiên, thứ hai của ngôi nhà, có cửa mở ra rất là thoáng. Căn nhà hướng nhà là hướng đông nam cho nên cũng rất là mát nha mọi người. Đấy, phòng ngủ thì rất là rộng, được lát sàn gỗ. Đó, rồi là ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế ở bên trong căn phòng ngủ này, đều được chủ đầu tư thiết kế rất là đẹp, sơn toàn bộ màu trắng, thiết kế trần phào ở đây rất là hợp lý. Trần phào thạch cao ở đây, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Căn phòng này thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất nha mọi người. Đấy,
từ vị trí của cái căn nhà này mà đi ra từ sân bóng Mộng Lương ấy mọi người, nó chỉ khoảng tầm 200 mét thôi. Đây là cái phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía tầng 2 đây, đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu này. Bồn cầu liền khối này, kệ góc này, cũng như là cái hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, lavabo bàn đá. Đó, vắt khăn giả. Đây, inox sáng bóng luôn. Đồng thời thì ở đây là có cái ô để chờ sẵn bình nóng lạnh rồi mọi người nha. Đó, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, rất là chắc chắn. Trong cái không gian phòng vệ sinh này thì toàn bộ chủ nhà là ốp gạch lên trên tới tận trần cho mình rồi, cho nên nó rất là sạch sẽ. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Đây, rất là chắc mọi người ạ. Đây là tầng 2 của ngôi nhà, mời theo em lên trên tới tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà nhé. Tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người ạ. Đó, cũng gồm một phòng ngủ lớn và một phòng vệ sinh. Thì như vậy, với cái căn nhà 5 tầng này, chủ đầu tư thiết kế là có tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ y như thế này. Đó, đều được lát sàn gỗ. 3 phòng ngủ rộng, 4 phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách, sân phơi. Rất là hợp lý. Ngõ nâu đi lại thuận tiện. Ngay cách nhà khoảng tầm 50m là có bãi gửi xe ô tô ngày đêm mọi người ạ. Gần với lại chợ dân sinh, trường học, giao thông đi lại thuận tiện cho quý vị đi làm ở khu vực Hà Đông, hoặc quý vị ở đây nếu có đi làm ở cái khu vực đường Nguyễn Xiển thông lên cái đường mà đi ra tới đường Nguyễn Xiển ấy, rất là hợp lý. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Đó. Cũng như tầng 2. Y hệt luôn ạ, cũng hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Và mời mời theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế nó giống hệt như tầng 2, tầng 3. Tuy nhiên tầng 4 nó chỉ có khác một chút thôi. Đó là cái sàn mọi người ạ. Với tầng 2, tầng 3 thì chủ nhà thiết kế là sàn gỗ. Còn với cái tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà là lát gạch. Đó, lát gạch kích thước 60-60. Nhìn nó rất là sáng, sáng bóng luôn và rất là thoáng. Cái màu này nhìn nó còn hợp lý, như em sẽ thích cái màu gạch hơn là màu gỗ ấy mọi người ạ. Còn có điều thì phòng ốc nó vuông vắn, mọi người sau này có rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 4 của ngôi nhà. Đây, phòng vệ sinh ở phía tầng 4, đáp ứng đầy đủ. Và tầng 4 thì sử dụng sen tắm thường, không sử dụng sen cây. Đó, ngoài review khá là cụ thể lên trên tới tầng 4 rồi. Vậy thì còn tầng 5 nữa, mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà. Và mọi người ơi, đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Khi mà bước chân lên trên phía tầng 5 ở đây thì có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang như ngoài vừa chia sẻ phía dưới tầng 1, thì từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 đây toàn bộ là sử dụng gỗ lim. Với tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây chính là cái khu vực để máy giặt. Đây ạ, vòi cấp nước này, ổ điện cũng như là cái sàn thoát nước. Đây, cái khu vực máy giặt giặt giũ ở đây, một cái khu vực để máy giặt riêng, một cái phòng thờ của ngôi nhà đây ạ, có cửa riêng rất là thoáng, có cửa sổ thông thoáng. Và ở trên này thì không thiết kế trần thạch cao. Phần còn lại đây chính là phần sân phơi. Đây quý vị nhá, phần sân phơi rất là thoáng. Đó, thì quý vị anh chị đang theo dõi kênh của em mà đang muốn tìm hiểu cái căn nhà mà thuộc với lại phường Kiến Hưng, gần với lại khu đô thị Sa La, gần với lại bệnh viện 103, thì ngoài cái căn nhà này ra, Ngọc Ánh còn những cái căn nhà giá nó chỉ từ 2 tỷ 450 triệu, nó cũng là thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Thì mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha, 0983 013 403, hoặc 0888 041 44. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.